Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món khổ qua xào trứng. Đây là một món ăn rất là tốt cho sức khỏe nhưng mà cũng nhiều người e ngại do vị đắng của khổ qua hay còn gọi là mướp đắng. Đầu tiên thì mình sẽ cắt khổ qua ra làm đôi và lấy hết các phần ruột ở trong ra thật sạch. Bây giờ thì mình sẽ thái lát mỏng khoanh tròn như thế này. Các bạn thái lát mỏng thì khi xào sẽ nhanh chín hơn. Sau đó thì mình sẽ đem khổ qua đi ngâm với nước cùng một ít muối và để chừng khoảng 15 phút. Với món ăn này thì các bạn có thể dùng trứng vịt hay là trứng gà đều được. Và với 3 quả khổ qua thì mình sẽ lấy 4 quả trứng gà cho vào một muỗng bột nêm và đánh cho tan ra. Bây giờ thì mình sẽ bắt chảo lên bếp cho một chút xíu dầu vào. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho trứng vào và khuấy thật là nhanh để trứng tơi ra. Mình sẽ đảo đến khi nào trứng khô lại là được. Vậy là phần trứng của mình đã xong, mình sẽ nhắc xuống và để sang một bên. Khổ qua ngâm muối thì mình sẽ vớt ra. Việc ngâm muối này một phần cũng giúp khổ qua bớt đắng và cũng loại bỏ đi những chất độc hại. Sau khi vớt khổ qua ra thì mình sẽ rửa lại thật sạch với nước một hai lần nữa. Xong rồi thì mình sẽ bắt một cái chảo khác lên bếp, cho một ít dầu vào và khử thơm với tỏi. Mình sẽ cho khổ qua vào xào thật là nhanh tay. Khi mà xào thì mình luôn đảo như thế này để rau được chín đều và không bị cháy. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một muỗng hạt nêm và một muỗng nước mắm để khổ qua thêm phần mặn mà. Tiếp tục đảo cho gia vị thấm đều vào khổ qua. Khi khổ qua sắp chín rồi thì mình sẽ cho trứng vào xào chung lung. Mình sẽ tiếp tục đảo đều để khổ qua và trứng hòa quyện vào nhau. Nếu thích cho tiêu thì sau khi xào xong mình hẳn cho nha, bởi vì trong lúc nấu nếu như mà các bạn cho tiêu vào thì sẽ làm tăng thêm vị đắng của củ qua ấy. Như vậy là món khổ qua xào trứng của mình đã xong. Bây giờ thì mình mới rắc một ít tiêu lên và thưởng thức cùng với cơm nóng. Bạn có thích ăn khổ qua hay không, hay là sợ vị đắng của nó? Vốn dĩ nếu ăn được khổ qua thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe, vì khổ qua có tính thanh mát, giúp giải nhiệt cho cơ thể rất là tốt. Khổ qua mà kết hợp với trứng thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.